Đây là quả Surrey, còn đây là quả Cherry. Tên thì gần giống nhau, nhưng mà hai số phận rất khác biệt. Surrey thì siêu rẻ, Cherry thì siêu đắt đỏ. Quả Surrey thì chỉ loanh quanh khoảng 10k một cân, còn Cherry thì phải tiền triệu. Thế nhưng mà đừng có nhìn mặt mà bắt hình dong, đừng có thấy Surrey nghèo mà chê nha. Bởi vì Surrey là một loại quả rất là tốt cho sức khỏe, giàu vitamin C và đặc biệt tốt cho những người bị tiểu đường. Nó làm chậm quá trình giải phóng đường vào máu này, tăng sản xuất insulin trong tuyến tụy và giúp duy trì lượng glucose ổn định trong máu.